Và còn để kết thúc là đến thí sinh số 14, xin chúng ta hãy đón chào Lili Lê. Lili đến với chúng ta từ Tampa, Florida và sẽ mang đến một màn biểu diễn thật là độc đáo, đó gọi là Stepping, với sự giúp đỡ của hai người bạn Diana and Amanda. Stepping phải sử dụng đến tất cả cơ thể của mình. Và tại sao stepping? Tại vì stepping là một sự quan trọng của một nền văn hóa của người châu Phi. Và Lily đã học được và muốn chia sẻ đến cho chúng ta ngày hôm nay. Xin quý vị đón chào thí sinh số 14, Lily Lê. Introducing contestant number 14, Lily Lê, from Tampa, Florida. Today, Lily will be stepping with her and her friends Diana and Amanda. The reason why she chose stepping as her talent is because not only is her culture important to her, but she believes awareness for all cultures are significant. She believes stepping is a great representation of African American culture. Stepping requires the use of the entire body as an instrument. Please welcome contestant number 14, Lili Lê. Contestant number 14. Thank you, Lily.